vị đại bồ tát thứ bảy tên là kim diễm viên mãn quang ngài phóng quang minh được ngọn màu vàng thật rất viên mãn phàm là đỉnh đầu của chư phật bồ tát và a la hán đều có quang luân quang minh hình bánh xe tóm lại người chứng đạo đều có hiện tượng này nên được tên này vị đại bồ tát thứ tám tên là pháp giới phổ âm âm thanh của ngài thuyết pháp vang khắp pháp giới tức là tận hư không khắp pháp giới khắp nơi đều có pháp âm của ngài cho nên được tên này vị Đại Bồ Tát thứ 9 tên là Vân Âm Tịnh Nguyệt. Ngài hiện ra mây quang minh, Trong mây có hơn diệu âm thanh, lại hiện ra mặt trăng thanh tịnh, mặt trăng tròn chiếu sáng cho nên được tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ 10 tên là Thiện Dũng Mãnh Quang Minh Tràng. Bất cứ ngài tu pháp môn gì cũng khéo vẻ dũng mãnh tinh tấn, tuyệt đối không thối lùi, do đó đắc được trí huệ quang minh, quang minh này như tràng báu cho nên được tên này giống như giáo chủ hồi giáo tên là mục hãn mặc đức ông ta cũng rất dũng mãnh song phương thức truyền giáo của ông ta là dùng võ lực tay trái cầm kinh khả lan tay phải cầm bảo kiếm hồi giáo tin ta thành trần nhận chủ thì có thể sống hồi giáo chẳng tin ta chẳng thành trần nhận chủ thì một nhát kiếm chém chết kẻ không tin các bạn hãy xem tôn giáo này thật là đáng sợ đây là ác dũng mãnh, chứ chẳng phải thiện dũng mãnh. Do đó có câu, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đây là hành vi của Atula thích đấu tranh. Như thế hết thảy các ngài đều làm thượng thủ, có chúng Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi cõi Phật đồng thời xuất hiện. Các vị Bồ Tát đó đều dùng đủ thứ mây cúng dường. Ở trên cửa ra 10 vị đại Bồ Tát để đại biểu làm lãnh tụ trong chúng Bồ Tát nhiều như hạt bụi Hiện tại lại có chúng Đại Bồ Tát nhiều như số hạt bụi cõi Phật, đồng thời xuất hiện những vị Đại Bồ Tát đó đều dùng đủ thứ mây pháp để cúng dường Phật. Số hạt bụi cõi Phật rốt giáo là bao nhiêu? Có cõi Phật nhiều như số hạt bụi, trong mỗi hạt bụi ở trong cõi Phật lại biến thành cõi Phật nhiều như hạt bụi, tức cũng là nhiều cõi Phật bất khả thuyết, bất khả thuyết nào là mây tất cả hoa báu mani, mây tất cả hoa sen diệu hương, mây tất cả quang minh báu viền mãn, mây vô biên cảnh giới hương diễm, mây nhật tạng mani, lân quang minh, mây tất cả âm nhạc duyệt ý, mây vô biên sắc tướng, tất cả bảo đăng quang diễm, mây các nhánh hoa quả kề báu, mây vô tận báu thanh tịnh quang minh mani vương, mây tất cả đồ trang nghiêm mani vương, các thứ mây cũng dường như thế nhiều huyết số hạt bụi thế giới của Phật. Cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm là trùng trùng vô tận, đạo lý cũng viên dùng vô ngại, bất cứ là nói quỷ cũng tốt, nói thần cũng tốt, nói Bồ Tát cũng tốt, nói sự cũng tốt, nói lý cũng tốt, đều nói 10, lấy 10 làm số thành. 10 này là biểu thị ý nghĩa trùng trùng vô tận, hiện tại nói ra đủ thứ mây cúng dường, cũng là biểu thị cảnh giới hoa nghiêm trùng trùng vô tận giống như mây, mây ở trong hư không. Cũng vô tận trùng trùng, cho nên diệu pháp của kinh hoa nghiêm, nơi nơi đều là trùng trùng vô tận. Sự cúng dường của các vị Đại Bồ Tát đó chỉ lấy 10 thứ mây trong số tất cả các vị Đại Bồ Tát để làm đại biểu. Mây thứ nhất là mây tất cả hoa báu mani, mây thứ hai là mây tất cả hoa sen thơm vi diệu, Mây thứ ba là mây tất cả báu phát ra quang minh viên mãn. Mây thứ tư là mây đủ thứ phổ biến cảnh giới hương diễm. Mây thứ năm là mây nhật tạng mani luân quang minh. Mây thứ sáu là mây tất cả âm nhạc duyệt ý. Mây thứ bảy là mây đủ thứ phổ biến sang tướng và tất cả bảo đăng quang diễm. Mây thứ tám là mây các nhánh hoa quả cây báu mây thứ 9 là mây vô tận bóng thanh tịnh quang minh mani vương mây thứ 10 là mây tất cả đồ trang nghiêm mani vương ở trên nói đủ thứ mây cúng dường có nhiều như số hạt bụi thế giới của phật các vị bồ tát đó mỗi vị đều nổi mây lên cúng dường như thế mưa xuống nơi tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng liên tục không ngừng những vị Bồ Tát đó, mỗi vị đều nổi mây lên cúng dường giống như mưa, đủ thứ bóng, đủ thứ mây để trang nghiêm đại chúng hải hội trong đạo tràng, liên tục không ngừng. Tư cũng có nghĩa là mây này qua rồi thì mây khác lại đến hiện hiện không ngừng. Hiện ra mây như thế rồi, đi nhiễu bên phải Đức Thế Tôn vô lượng trăm ngàn vòng, để phương diện cách Đức Phật không xa, đều hóa làm tòa sư tử vô lượng đủ thứ hoa sen bóng rồi ngồi kiết giả trên đó. Các vị Bồ Tát nhiều những số hạt bụi đó hiện ra đủ thứ mây cúng dường rồi, lại đi nhiễu bên phải của Đức Phật vô lượng trong ngàn vòng. Sau đó tùy theo phương diện chỗ ngồi của Bồ Tát hoặc bên trái bên phải của Phật hoặc phía trước phía sau của Phật đều cách Phật không xa, ai nấy đều dùng thần thông diệu dụng của mình mà biến hiện ra đủ thứ vô lượng hoa sen bóng vì diệu. Ở trên hoa sen lại có tòa sư tử Mỗi vị Bồ Tát đều ngồi kiết già trên tòa mà mình hiện ra. Ngồi kiết già tức cũng là tư thế ngồi các tường, còn gọi là ngồi hàng ma, vân vân. Kỳ thật công dụng giống nhau, bất quá tên gọi khác mà thôi. Các vị Bồ Tát đó sự tu hành đều thanh tịnh rộng lớn như biển. Các vị Bồ Tát đó tu hành pháp môn thanh tịnh rộng lớn nhiều như biển cả được pháp trí huệ quang minh chiếu phổ môn tùy thuận sự tu hành vô ngại của chư phật vào được tất cả biện tài biện pháp những vị bồ tát đó đắc được chân tránh trí huệ quang minh cứu độ khắp tất cả chúng sinh còn đắc được pháp bình đẳng thị hiện phổ môn các ngài ở trong đời quá khứ đều tùy thuận pháp môn tu hành vô ngại của chư phật các ngài đều có vô lượng tác muội biện tài tứ biện tài này sâu như biển không thể dò lường được cho nên gọi là biện tài biển pháp. Được pháp môn giải thoát, không thể nghĩ bàn, chủ nơi phổ môn của Như Lai đã đắc được tất cả môn Đà La Ni, đều dung thọ được tất cả biển pháp. Các ngài lại đắc được pháp môn giải thoát vi diệu, không thể nghĩ bàn, chủ ở trong pháp môn bình đẳng của Phật, tức cũng là phổ quang minh địa, đã đắc được tất cả pháp môn Đà La Ni, Đà La Ni dịch là tổng trì, tức là tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, tức cũng là tổng thân khẩu ý, ba nghiệp thanh tịnh, trì giới định huệ, ba học viên minh. Các ngài đều dung nạp tiếp thọ tất cả biện pháp của chư Phật. Khéo trụ vào bậc trí huệ bình đẳng ba đời, đã được hỷ lạc, tin sâu rộng lớn. Những vị Bồ Tát đó kéo trụ vào bậc trí huệ bình đẳng ba đời của tất cả chư Phật tức cũng là quả vị trí huệ đã được hỷ lạc tiên sâu rộng lớn tức cũng là khoái lạc pháp hỷ sung mãn vô biên phước tụ rất thiện thành tịnh quán sát khắp hư không pháp giới tất cả cõi hết thảy chư phật ra đời trong mười phương pháp giới các ngài đều siêng năng đến cúng dường tất cả bồ tát đều dùng vô biên phước để trang nghiêm hoàn toàn rất thiện thành tịnh quán sát được khắp trong hư không pháp giới mà chẳng chướng ngại các thảy chư Phật trong các cõi mười phương thế giới như có vị Phật mới xuất hiện ra đời thì các ngài đều đến chốn Phật ân cần cúng dường Phật mới bấy giờ đại bồ tát hải hoại tự tại thần thông vương nương ngoài lực của đức phật quán sát khắp tất cả chúng hội trong đạo tràng rồi nói bài kệ rằng lúc phật vì đại chúng nói pháp cũng là lúc đại chúng đang nghe pháp Vị Đại Bồ Tát Hải Huệ Tự Tại Thần Thông Vương, tức cũng là Đại Bồ Tát ở trong chúng Đại Bồ Tát, Ngài nước sức Đại Oai Thần của Phật, quán sát khắp tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng, lập tức dùng kệ để nói ra đạo lý ở trên. Mười bài kệ dưới đây, chỉ một vị Đại Bồ Tát Hải Huệ Tự Tại Thần Thông Vương nói, khác với những bài kệ ở trước, ở trước là mỗi vị Bồ Tát hoặc mỗi vị Thần, mỗi người nói một bài kệ chư Phật sở ngộ đều đã biết, như không vô ngại đều chiếu sáng, soi khắp mười phương vô lượng cõi, tất cả chúng hội khắp nghiêm khiết. Chư Phật sở ngộ đều đã biết, chư Phật chỗ nền ngộ đã ngộ, chỗ nền giác cũng giác rồi, hết thảy tất cả các pháp đều thấu rõ. Như không, vô ngại đều chiếu sáng, Phật đắc được trí huệ như hư không, pháp thân như hư không, chẳng có gì chướng ngại đều chiếu sáng, tận hư không các pháp giới soi khắp mười phương vô lượng cõi quang minh của phật chiếu soi khắp mười phương vô lượng cõi nước của chư phật tức cũng là chiếu soi khắp tất cả mọi nơi tất cả chúng hội khắp nghiêm khiết hết thầy đạo tràng hết thầy pháp hội đều khắp trang nghiêm thành khiết công đức như lai không thể lường mười phương pháp giới đều dùng mãn ngồi khắp dưới tất cả thụ vương các đại tự tại đều phân tập Công đức như lai không thể lường, công đức của Phật rốt giáo có bao nhiêu, chẳng ai